lên lai bao nhiêu rồi bẻ bao nhiêu rồi cái Ừ. mày cắt, đúng không? Ừ. Làm trước rồi mới cắt Ok. chứ không ủi trước một chút khó Dạ. biết chỗ lằn nào, Ok. đúng không? Dạ. Đủ chết chỗ này, Ừ. thành ra đằng chút nó không có mất cái dấu Ờ, à, chỉ mới cái dấu thôi. á, à, mất dấu đằng chút mày mẹ bẻ nó lên á, Ừ. đúng y chỗ đó, Dạ. nó không mất cạnh. Còn À. con không ủi chút mình hay trật lên trật xuống, À. đi mình cắt nó đúng, Dạ. để cắt tầm bảy hơi rồi. Ừ. Vậy rồi mình cắt nó rồi. Cái thước của mình rồi. Tôi muốn lên lai bằng nó hả? Ừ. Như là nửa inch, lên lai Nữa nửa in này. inch ha. À. Đó, giờ mẹ bẻ tức là nửa inch là lên tới đây nè. Ừ. Đó, rồi mẹ bẻ vô cho phân. Đó. Dạ. Lên đây nè. Ok. Rồi mới cắt ở đây nè. Ờ. Đây mẹ bẻ vô là vừa. Ờ, ok. Thấy không? Dạ. Đó, một cái chấm vậy. Dạ. Để cái này. Dễ hay cho mày cắt làm vậy là chính xác nhất Ừ. luôn Ừ. Cái canh này mới cắt Ờ. thẳng ra. Dạ. Cắt theo, nhắm thẳng ra Ừ. đây nè. Mẹ làm gì? Đơ lên bằng y nó nè. Cái này mới canh. Ờ, cái ý cái đó hả? Ừ, cái này để canh cái độ nó nè. Có chi đen. Không có chi đen chỉ này được không Ừ. nha. Cái này chắc được. Chắc được rồi ha. Mới là cắt con bên Ừ. xíu làm Dạ. cái kia cho con hơi sắc nữa.
cái này nó cắt lúc cho nó đừng có dày quá, dày quá gãy kịp đó, dày á giờ phải bẻ nó vô nè, bẻ ngay cái lằn ủi á. Thấy cái lăng ủi không? Anh để nó lên lăng ủi á. Nếu con ủi trước có kẻ á, có canh á. Xong cái là thấy không? Dạ. 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 Làm bên kia.